Hai cái hạt quá trời bự các bạn. Tổng là nhiều cái sạc luôn các bạn. Mà có quá. Không muốn các bạn, không thấy đường các bạn. Chắc bỏ quá các bạn. Với lại mình sẽ trút cỏ nó ứ trong đây các bạn, không có ra được các bạn, lội xuống mất công các bạn. Có cá các bạn, có cá rút hang nha bạn, không biết cái gì các bạn, không thấy cái hang luôn các bạn. Mọi các bạn ơi, một mình chích mệt quá các bạn, bị chích vừa mò khổ quá. Chắc cái gù các bạn, cái lớp này hết rồi. Ủa sao thấy cái hang nào tên ta, sao các bạn bỏ rồi nhỏ mà. Bắt cá cho đồng hang nè, biến màu quá.
có cá gì nha các bạn. Em xuống mò các bạn. Cá rô nữa các bạn. Không có gì trên vậy. Gì đi các bạn, được cái gôn nữa, đừng cái gôn các bạn. Đừng cá lóc cứng nha bạn, bỏ đâu không vớt bạn, đâu muốn thôi. Còn cá rô các bạn. Được cá cứng rồi nè các bạn. Cá nướng không các bạn, dắt không có được. Tiếp tục các bạn ơi, trời sáng rồi nha các bạn. Giờ quay rõ các bạn xem được rồi. Ê. Có rồi các bạn. Các bạn ơi, quá trời cảm ứng rồi. Có mò quá. Đừng cá rô nha bạn.
cần cá rô nha bạn. Nó rút vô bạc quá trời luôn đi các bạn. Hiện con nữa các bạn. Hiện tại mình đã chích xong rồi các bạn, chích xong rồi. Cái kết được như đây các bạn. Được cho cỡ 2 kg cá rô nha các bạn. Có mấy con bự cá rô cá sặc nữa. Nó cứng nha các bạn. Giờ mình sẽ lựa cá rô ra ghi nha các bạn. Chích được 2 cá lóc mà mẹ bá thịt bá kho mẹ rồi. Nó quay các bạn xem được nữa. Mấy con bự nha các bạn. Ra được như đây các bạn. Được một nửa ký cái sạc rồi, hơn nữa cái gần ký nha các bạn. Sạc đẹp không nha các bạn. Thì được nhiều cái gô nữa các bạn. Rồi các bạn hay nhớ đăng ký kênh ủng hộ nha. Chào các bạn nha.